Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản trong các lĩnh vực sức khỏe, năng lượng và dầu khí. Tiếp ông Takagi Kuninori, Chủ tịch Tập đoàn Y tế International Health and Welfare, IHW, Tập đoàn Y tế hàng đầu Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh tập đoàn có kế hoạch triển khai dự án xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh tiêu chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo Bộ Y tế và các địa phương liên quan sẵn sàng tạo điều kiện cho dự án được triển khai thuận lợi. Thủ tướng tin tưởng, với sự chỉ đạo của Ngài Chủ tịch, Tập đoàn IHW sẽ sớm xây dựng các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy, cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân Việt Nam và người dân Nhật Bản tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Chủ tịch Tập đoàn IHW tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao cho Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi, tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam tại Đại học Y tế và Phúc lợi Quốc tế. Tiếp ông Hidenori Harada, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành và các lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn Moeco, thành viên liên doanh các nhà đầu tư dự án khí lô B, Omon của Việt Nam, có tổng vốn đầu tư 6,6 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Tập đoàn Moeco đã cùng các đối tác và phía Việt Nam trong việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc của dự án khí lô B Omon của Việt Nam trong suốt 20 năm qua. Đề nghị tập đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác và phía Việt Nam sớm vận hành dự án, sớm có dòng khí cung cấp cho các nhà máy điện gồm Omon chậm nhất là vào năm 2026. Thủ tướng đề nghị tập đoàn tăng cường mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, quan tâm đến việc hợp tác hỗ trợ chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của khu vực và thế giới. Tiếp ông Susumu Nibuya, Phó Chủ tịch Thường trực, Giám đốc điều hành cùng lãnh đạo tập đoàn Idemitsu Kosan, Tập đoàn năng lượng hàng đầu Nhật Bản, đang tham gia đầu tư phát triển dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao hoạt động đầu tư hiệu quả của tập đoàn tại Việt Nam. Đặc biệt, tập đoàn đã tham gia đầu tư nhiều dự án trọng điểm, có quy mô đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đối với nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của các đối tác liên doanh và những chuyển biến tích cực của dự án trong thời gian qua, tiếp tục là biểu tượng của hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các đối tác Nhật Bản và Kuwait. Đề nghị tập đoàn và các đối tác phối hợp thực hiện tái cấu trúc quản trị, tái cấu trúc tài chính và tái cấu trúc nguồn nhiên liệu đầu vào. Cùng với đó, xây dựng quy trình vận hành hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo vệ môi trường. Với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, Việt Nam luôn hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Idemitsu nói riêng triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.